Và buổi tối ngày hôm nay phiên đấu giá là 3 tác phẩm cây xanh và 1 tác phẩm đá quý đã kết thúc phiên đấu giá của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và tất cả các tác phẩm của các anh chị em có lòng hảo tâm để gửi đến các đồng bào lũ lụt sẽ được đấu giá vào phiên đấu giá. Anh em mình sẵn sàng chưa? Vâng, một phiên đấu giá rất là kịch tính quý vị ạ. Thì chúng ta cũng nên để tham quan cái phiên đấu giá này, xem cái đấu giá này sẽ đi đến đâu. Nhất thì em sẽ mang mic xuống ạ. Kính thưa các anh chị thân mến, vào buổi chiều ngày hôm nay, năm nay
ngày buổi chiều ngày mai sẽ là chương trình đại hội hội sinh hoạt cảnh thành phố Hà Nội, và chúng ta sẽ vẫn gặp nhau tiếp theo trong buổi chiều ngày mai với những tác phẩm đấu giá tiếp. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta còn 3 tác phẩm nữa, thế nên là em mong là các anh chị mình ở phía dưới ạ, chúng ta sẽ ngồi gần hơn với khu vực sân khấu được không ạ? Một tràng pháo tay thật lớn tới từ toàn thể quý vị và các anh chị để cùng cảm ơn chú Tạ Huỳnh, cùng chúc mừng chú Lành ạ. Và ngày hôm nay cái câu nói mà em rất thích và hay nghe anh Thành nói ạ, anh Thành nói lại đây được không ạ? Lời đầu tiên thì cũng cho Vũ Lành biết thêm, nhưng mà câu nói của một cái nick rất chi là nổi tiếng đó là Gã Đầu Bạc, thì hôm nay thực sự nếu như nói là cho mất tên luôn thì không đúng. Vì cái thứ nhất, đây là một cái cuộc đấu giá để ủng hộ đồng bào đang gặp lũ lụt ở khu vực phía Bắc. Thế thì về giá trị với Gã Đầu Bạc không cho cái cây đẹp hay là xấu, nhưng cũng đem một chút tấm lòng để gửi tới tất cả bà con đang gặp khó khăn trong cái thiên tai vừa xảy ra trong vòng khoảng 3-4 ngày. Cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn anh Tạ Huỳnh đã tặng cho ban tổ chức tác phẩm này, và cũng xin cảm ơn anh, cảm ơn tất cả mọi người. Một tràng pháo tay thật lớn đưa ra từ toàn thể quý vị để cùng cảm ơn và chúc mừng. Tới từ chị Tô Trinh, Phó Chủ tịch Hội Đá Quý Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng cảm ơn chị Tô Trinh. Ồ, tiếp theo là một cái tác phẩm đá quý được quý vị là được chế tác thành một chiếc bộ lô. Kính thưa các chị thân mến, để em đấu giá, chị Tô Trinh có chia sẻ rằng theo đây chính là một tác phẩm mộc rất là đặc biệt. Em mời chị Tô Trinh có thể chia sẻ lại với quý vị được không ạ? Dạ, chú Hạnh ở Lao Phù có ủng hộ vào 5 triệu đồng ạ. Chú chàng vỗ tay và cảm ơn chú rất nhiều ạ. Tôi chỉ có một cái lời... Anh từ đây đến từ đâu anh 3 triệu đồng ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Và một anh tên là tôi thì chỉ có một điều... tôi muốn mang đến cái sự cái bình ngọc này, các cụ ngày xưa nói rằng là ngọc có huyết và rất là quý, thì tôi muốn mang cái quý này, cái sự bình an của cái bình để đến cho tất cả mọi người và cho những người đang gặp bão lũ. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Một tràng pháo tay dành cho cô ạ. Và phiên đấu giá chúng ta sẽ bắt đầu đi không ạ? Đó là phần đấu giá cho tác phẩm hồ lô có xuất xứ là ngọc unix ở Iran. Xin được chia sẻ lại với quý vị, bởi vì lúc nãy chị Tô Trinh có nói hơi nhỏ một chút, thì theo quan điểm của người xưa thì ngọc unix sẽ tích tụ nguồn năng lượng sống vô cùng mạnh mẽ ở bên trong, nó sẽ giúp cho chủ sở hữu có cuộc sống suôn sẻ, thuận lợi trong mọi công việc. Ngọc unix cũng sẽ tượng trưng cho sự tin tưởng vào bản thân và khả năng bảo vệ chính kiến, nên thường được những người làm kinh doanh ưa chuộng. Ngoài ra nó còn có khả năng thu hút vận may tài lộc, giúp buôn may bán đắt, nên thường được các cơ sở kinh doanh đặt ngay tại quầy thu ngân. Và có một điều đặc biệt đấy chính là tác phẩm hồ lô ngọc unix Iran là khối ngọc quý đã được tạo tác thành hình của hồ lô ạ. Và trên quả hồ lô này thì còn xuất hiện là hai mắt huyết đây ạ. Em xin được giới thiệu với tất cả các anh chị ạ. Hai mắt huyết này thì theo giới chơi ngọc có chia sẻ với em là đây là một cái khối rất là quý. Nó là khối, nó có trên cái khối mạch, khối ngọc trắng thì ngọc có huyết màu đỏ, và đặc biệt kết hợp thêm hồ lô là biểu tượng của sự may mắn, thu hút tài lộc và bình an. Đó là những chia sẻ nhanh em vừa được chia sẻ tới từ chị Tô Trinh. Và ai là người sẽ sở hữu tác phẩm ngọc unix Iran này thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm ạ. Quý vị sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Giơ cánh tay ra đây nào. Dạ vâng ạ. Cháu mời chú trước ạ. Mình xin đấu giá hồ lô này là 10 triệu đồng. 10 triệu đồng à, là mức giá đầu tiên ạ. Dạ vâng ạ. Chắc anh xin đấu giá cái hồ lô này là 15 triệu đồng. 15 triệu đồng. 15 triệu đồng là mức giá tiếp theo ạ. Dạ. Tiếp theo. Tôi là người vượt một hình ảnh, thế nên đấu giá là 18 triệu. 18 triệu đồng từ Thái Bình à. Đây, để em xuống anh Tuấn. Để em. Bao ạ? Mình xin đấu giá cái này 20 triệu. Một trăm.
xin giới thiệu là em đến từ nhà vườn Sầm Sơn và cái hồ lô này em xin đấu giá là 30 triệu. Một chào các thằng lớn ạ, Sầm Sơn mãi đỉnh ạ. 30 triệu tới từ đại diện cho Sầm Sơn. Em 30 triệu đồng rồi ạ. Em xin đây ở dưới đấy ạ. Có những cánh tay nào tiếp theo để chờ em Kim Phúc đến không ạ? Có ạ, các chị mình giơ tay đi ạ. Còn cánh tay nào không ạ? 30 triệu đồng ạ. Cho em âm nhạc lên được không ạ? Kỹ thuật à? Âm nhạc sẽ làm cho chú Túc Phục Lành sẵn sàng rồi đúng không ạ? 30 triệu lần thứ 2. Và 30 triệu lần thứ 2,5 ạ. Chị Cúc cứ lên sân khấu đi ạ. Anh em Sầm Sơn sẵn sàng chưa? Anh em Sầm Sơn đứng dậy đúng không ạ? 30 triệu lần thứ 3. Xin chúc mừng anh em ở Sầm Sơn. Cùng bước lên sân khấu để chúng ta nhận kỷ vật rất là quý này về với các chú. Thử giới thiệu em đến từ nhà vườn Sầm Sơn và em đấu giá cái tác phẩm này là 30 triệu để mang về cho đồng nhà và ủng hộ đồng bào miền đang bị thiên tai lũ lụt. Em xin chân thành cảm ơn. Một tràng vỗ tay ạ. Và xin được cảm ơn em rất nhiều và cảm ơn tấm lòng của chị rất là nhiều ạ. Và xin mời chị, chào lại cho. Chào lại cho em ạ. Rất may mắn đúng không ạ? Hy vọng rằng là cái may mắn đó có chắc chắn sẽ may mắn thưa chị. Cảm ơn ạ, bởi nhiều. Vì ngày hôm nay như từ đầu chúng em đã chia sẻ rồi, chủ nhân được sở hữu tất cả các tác phẩm này không chỉ là chỉ sở hữu tác phẩm về mặt hiện vật mà chúng ta còn để lại dấu ấn cho chương trình ngày hôm nay. Mỗi khi có sự kiện nào đó chúng ta sẽ luôn luôn nhớ đến sự kiện đặc biệt này và chúng ta đã là người vô cùng may mắn được sở hữu tác phẩm trong chương trình đấu giá. Một lần nữa xin được thay mặt ban tổ chức trân trọng cảm ơn ạ.